quý vị, Nghị định 52 năm 2021 của Chính phủ gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021. Doanh nghiệp sẽ được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền thuê đất trong năm nay, thời gian gia hạn từ 3 đến 6 tháng. Tuy nhiên, với 6 tháng được phép gia hạn thì nhiều doanh nghiệp vẫn đang trong vùng dịch và bị cấm di chuyển cho nên gặp nhiều khó khăn và vướng mắc. Đã có nhiều văn bản hướng dẫn từ cơ quan thuế hỗ trợ doanh nghiệp khi tham gia gói hỗ trợ này. Mời quý vị theo dõi ghi nhận ngay sau đây. Trong gần 2 năm qua, trước những khó khăn hiện hữu của doanh nghiệp và người dân do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tháng 4 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 52/2021/NĐ-CP nhằm gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2021 cho nhiều đối tượng. Theo Tổng cục Thuế, tổng số tiền và tiền thuê đất được gia hạn theo Nghị định 52 là 115.000 tỷ đồng. Thực hiện nghị định đồng nghĩa với việc huy động tiền vào ngân sách sẽ chậm hơn, nhưng trong bối cảnh đại dịch để lại những tổn thất không nhỏ cho nền kinh tế, Chính phủ luôn mong muốn chia sẻ gánh nặng cùng các doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn. Nghị định 52 đã mở rộng thêm đối tượng, đơn giản hóa một số thủ tục hành chính. Tuy nhiên, giới chuyên môn đánh giá, ngay từ khi triển khai, nghị định này cũng bộc lộ những bất cập. Trước hết, Nghị định 52 chỉ tạm lùi thời gian thực hiện chính sách. Như vậy, sau khi thời hạn tạm hoãn kết thúc vào cuối năm 2021, gánh nặng tài chính của doanh nghiệp sẽ bị cộng dồn. Được thành lập từ năm 2010, doanh nghiệp này là một trong những công ty du lịch uy tín hàng đầu Việt Nam, cung cấp dịch vụ đặt phòng khách sạn, đặt vé máy bay, tour du lịch cho khách trong nước và quốc tế. Với bề dày kinh nghiệm hoạt động đã lâu, nhưng đứng trước tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, khiến doanh nghiệp này cũng phải chật vật xoay sở để duy trì thương hiệu cũng như đời sống tối thiểu cho nhân viên. Đây cũng là ngành nghề bị ảnh hưởng nặng nề đứng top đầu danh sách. Theo đó, doanh nghiệp này cho rằng, gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp 3 đến 6 tháng không đem lại ý nghĩa thực tế cho doanh nghiệp. Thường các chính sách giãn thì sẽ kéo dài trong vòng 6 tháng. Thì hiện nay là chúng ta thể nhìn thấy hiện nay thì chính phủ hay là cũng đang có những thông tin là sẽ mở cửa du lịch hoàn toàn vào trong năm 2022. Sáng nay thì tôi đọc báo là các bên có đề xuất thủ tướng là mở lại đường bay thường lệ vào 15 tháng 12. Tức thì 6 tháng là con số tôi nghĩ rằng là rất là khó để mà nói được rằng thời gian đã đủ hay không. Nhưng mà bởi vì chúng ta rõ ràng biết là khi mà dịch họ qua đi thì cái tâm lý của khách hay là có thể nó sẽ, bởi vì dịch kéo dài một thời gian quá dài, tâm lý khách chưa thực hoàn toàn bình thường như trước 2019, nên tôi mong muốn rằng là những chính sách này có thể kéo dài hơn để hỗ trợ doanh nghiệp trong cái giai đoạn mà chúng tôi có thể hồi phục và chúng tôi sản xuất để có chi phí cho doanh nghiệp. Theo một số doanh nghiệp, so với kỳ vọng về các chính sách chung để hỗ trợ doanh nghiệp thì Nghị định 52 mới chỉ giải quyết được phần nào. Theo đó, có 4 chính sách về thuế được lùi thời hạn là thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với hộ gia đình và tiền thuê đất. Có rất nhiều bất cập có thể xảy ra, chẳng hạn rất nhiều doanh nghiệp trả tiền thuê đất theo năm, như vậy đối tượng được thụ hưởng bị giảm đi. Và dù đã có cải thiện, nhưng trong nghị định chưa có điều khoản nào thực sự rõ ràng để giảm thiểu rủi ro về pháp lý. Hỗ trợ cái tiền thuê đất, thì đặc thù doanh nghiệp chúng tôi có 2 loại hình thuê đất. Một là thuê đất trả tiền một lần, thì cái đó là không được hỗ trợ gì vì chúng tôi đã nộp rồi. Hình thức thứ hai là nộp tiền thuê đất hàng năm. Thế thì bây giờ doanh nghiệp đang cho người dân tiểu thương thuê mặt bằng ấy, thì tiền thuê đất nó chỉ là một phần cấu thành trong tổng chi phí của chúng tôi thôi. Ngoài ra còn có khấu hao chi phí đầu tư, chi phí quản lý vận hành trong quá trình hoạt động nữa. Thế khi doanh nghiệp miễn 100% cho người dân ấy, thì cái tổng số tiền miễn cho người dân đấy nó ít nhất cũng phải gấp đôi, gấp ba so với tiền thuê đất. Và hiện nay chúng tôi đang được nhận chính sách hỗ trợ của nhà nước là miễn 30% tiền thuê đất thôi. Giới chuyên môn đánh giá, việc giãn và hoãn sẽ không đủ hỗ trợ đối với doanh nghiệp. Điển hình như thời gian qua, hàng chục nghìn doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp gặp khó khăn nhất, đang hấp hối kiệt quệ vì dịch bệnh, sẽ không được thụ hưởng chính sách. Vì quy định doanh nghiệp được tạm hoãn tiền thuế VAT, nhưng trên thực tế phải đóng cửa vì giãn cách, doanh thu không phát sinh thì làm gì có VAT mà được giãn nộp. Giãn và hoãn thuế này nó chỉ là giãn và hoãn thôi. Thế còn cái việc mà giảm thuế, đây là một cái khoản mà giúp cho các cái doanh nghiệp có được cái tích lũy nó lớn hơn, từ đó có thể có cái điều kiện về mặt tài chính để phục hồi và phát triển trong và sau cái đại dịch. Từ những thực tế trên, các chuyên gia cho rằng Nghị định 52 của Chính phủ đã được ban hành từ tháng 4 năm 2021. Vì vậy, việc gia hạn hay sửa đổi gần như là không thể phát huy được tác dụng trong bối cảnh mới như hiện nay. Ta, nếu như mà cần hỗ trợ thì chúng ta cần ban hành một cái chính sách mới, chứ không phải là kéo dài cái chính sách này nữa. Điều chúng ta thấy rằng là bối cảnh của hồi tháng 4 nó khác với cả bây giờ. Trên cái biện pháp mà cần
hỗ trợ thì nó cũng phải thay đổi, chứ việc giãn giảm, nhất là giãn thuế thì nó cũng không có nhiều tác dụng, bởi vì nó chỉ là từ cái kéo cái thời gian nộp thuế từ cái thời này, từ thời điểm này đến thời điểm khác, nó cũng không có nhiều tác dụng. Thế và nhiều doanh nghiệp thì họ bị ngừng hoạt động, cho nên họ cũng không có gì để mà giảm, không có lợi nhuận, không có doanh thu để mà hưởng cái chính sách đấy. Nên cái chính sách bây giờ thì cần phải có một chính sách khác, chứ không cần phải kéo dài chính sách cũ. Bên cạnh đó, cộng đồng doanh nghiệp cũng kiến nghị năm 2022, chính phủ cùng các thành viên nên đơn giản hóa các thủ tục hành chính, cân nhắc giảm thuế nhập khẩu nguyên liệu đầu vào và linh hoạt trong các điều hành chính sách. Có như vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh mới nhanh về trạng thái như trước, nền kinh tế Việt Nam mới nhanh chóng hồi phục và phát triển. Chương trình của chúng tôi đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn Bộ Tư pháp, chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện chương trình này. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.